SH28K77. Mã ID đang là 101. Mở tua cho em trai cái chạy cho nó bốc nha anh em. SH150. Rồi cho em này chạy cho nó nhẹ. Tối nay báo hả? Tối đi báo hả? Tối nay báo không? Ừ. Rồi anh em nào mua máy tranh thủ chiều nay mình gửi đi luôn nhá. Mình tăng test máy luôn và mở tua kiếm vài lít. Thôi anh em 400 nhá. 500 bớt cho 100 400 á. Được không? Ok. Mẹ 400 là quá rẻ. Hello sedan nhá. À con này con 125. Mẹ dán cái mạc mẹ 150. Ok, bùa. 125 đời 28K77 nha anh em. Rồi mã ID đang là 01. Rồi anh em nào cần bản mở tua thì ok, vui lòng liên hệ inbox với Thị Tuấn để tặng nhóm học online nha các bạn. Chờ chút xíu về ăn cơm luôn em ơi, 5 phút nữa thôi nha vợ ơi, 5 phút nữa anh về ăn cơm nha. Rồi chiều nay mình đóng hàng gửi cho anh em nha. Rồi bản này bản R nhá. 4 lít là quá rẻ anh em, 10 con có 4 triệu. Cố gắng vì map 20 con lấy 8 triệu lấy được nửa cái máy. Bữa giờ cũng được 9 con rồi anh em ơi. 9 con có con 3 xị, con 4 xị tùy theo xe đắt tiền hay rẻ tiền. A Black thì 3 xị. SH thì 4 xị đến 5 xị tùy theo dòng xe nha anh em. Bữa giờ mới được con thứ 9 à. 93 2 triệu 7, bữa giờ mới kiếm được có 2 triệu 7. trả góp rủi ro lắm mà, tay ga Quốc Cường ơi. Nghe trả góp mà không chơi đâu. Rồi xe này đang chạy là 10.098 km. Trời ơi, tiền cầm trên tay này anh em này. Thôi ra luôn, ra luôn, ra luôn đi. Thối nó 100.000 em ơi. Cho nó nhanh. Trời ơi, đấy, để cầm bên này. Sờ làm cái gì. Anh em thấy không, thối cho 100.000 ly xì. Rồi anh em nào cần máy thì comment Tuấn tặng nhóm học online. Đêm nay đêm thứ ba các bạn vào học luôn nhá. Dù máy cũ hay máy mới đều nhóm học hết. Mở tua đi Phạm Anh Quyết ơi. Nè, việc nhẹ lương cao này, đầu tư thì mới có lợi nhuận. Anh em hiểu không? Để quần trắng này anh em thấy không? Tí nó bão cái mở tua cho nó sướng. Tú Nguyên hello, anh em nào mua máy đổi máy comment nhá. Ok, tay ga Quốc Cường tối nay vào học nhá. Rồi anh em coi mở tua biết là xe mở tua hay không, tí nữa chúng ta sẽ kiểm tra cái mã ID nhá. Đây 01 này. Khi mà chúng ta kiểm tra ngay là chúng ta sẽ biết rằng con này remap hay là chưa nhá. Chia sẻ đi mọi người ơi. Tiền để đây nó cứ bay anh em ạ. 4 lít trả lại lít. Đầu tư thì mới có lợi nhuận. Và đặc biệt tí nữa anh em sẽ coi biết là mở tua nó sẽ lên là bao nhiêu, để chúng ta cùng biết về cái mã ID. Thôi 100.000 luôn em. Đâu. Chưa ăn cơm nha anh em. Sáng rồi làm mấy cái đồng hồ.
Tùy theo anh em nhá, lấy tiền nhá. Xe rẻ lấy tiền rẻ, xe đắt lấy tiền đắt nhá. 3 xị, 4 xị, 5 xị. Rider Sachia đồ 5 lít nha anh em. Do phải móc một cái lỗ. Ước gì tay ga Xuân Dần ơi, làm quả anh ơi. Rồi ok, công việc chúng ta kết thúc, tắt khóa điện và mở lên on. Bắp thắng em. Trời, đầm lắm anh em ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái má khi chúng ta mở tua nó là bao nhiêu. Được chưa nào? Thông tin nó sẽ là 6767 nha anh em. Đó, cái này là chúng ta mở tua rồi nhá. Đời 01021D6767. Mai anh em kiểm tra lại cái mã IC nó như thế này là chúng ta đã remap. Ok, 01 lên 07 lên 67 nhá, 6767. Chiều nay chúng ta vào bờ luôn, ba càng. Chính xác luôn. Chính xác. Rồi ok. Rồi lắp vô đi em trai. Lắp vô giao xe lượm lúa. Rồi anh em nào lấy máy ok mình chốt luôn nhá. Làm bộ nồi trước nữa em. Rồi về nhà tư vấn lại làm mâm nhôm nồi trước nó chạy cho nhẹ chứ con này chạy tức quá mà. Đúng không? Con này 125 mà. Làm bộ nồi trước nữa là rồi, map cho nó phát rồi là ok. Lượm lúa rồi nhá. Lương cơ bản chỉ có chừng đó thôi mà thì phải lượm nhá. Đúng không? Lượm đói thối mồm hết. Đó, bên kia thì map. Rồi ok. Đó bên kia remap á. Ồ bên kia nó gọi là remap. Đóng hộp lại kìa. Ok. Đủ ghê không? Ủa. Ở đây có mấy thằng háo con ta chịu chơi lắm anh em ơi. Đủ nó cứ kiếm kèo khắt vào. An Tuấn ơi, đủ em kiếm xị nhá. An Tuấn ơi, em kiếm xị nhá. Ok. Thì mình kiếm vài xị thì nó kiếm một xị. Thì mấy anh em nó khổ mà anh em. Nó kiếm xị, mình kiếm vài xị. Rồi con máy này chiều em gửi đi luôn cho anh trai nhá. Rồi ô xì kê đây nhá. Máy đẹp chiều nay em gửi luôn. Rồi chiều nay em bỏ vô bì nhá. Cáp đồ đầy đủ hết rồi. Máy đẹp. Rồi anh em nào cần mấy cái mô hình nữa thì chiều nay khoảng 5 giờ Tuấn livestream, Tuấn test nhá. Và gửi đi cho anh em luôn nhá. Đó, remap, re-ex. Tay ga Xuân Dần làm cái đi anh ơi. Thôi em cúp livestream tới đây, em về ăn cơm người ta, đói bụng quá rồi. Nguyễn Đường, chiều nay em gửi nhá, lên toa gì nữa thì comment ủng hộ nhá. Làm luôn cái mô hình luôn Nguyễn Đường ơi. Nguyễn Đường, tiếc gì làm cái mô hình nữa anh trai. Ủa, về nhà cho nó máu. Tối nay em thực hành trên mô hình rồi đấy. Tiền nhiều để làm gì.
Rồi, xin chào mọi người, chào toàn thể anh em nhé. Em về anh cơm rồi đã ơi. Bye bye, tí nữa gặp lại nhé.